Tristan Helnachi Bana qua được cánh bèo rồi, nhưng thủ môn đã bọc lót kịp thời. Một pha sâu kim kiểu đường phố được áp dụng vào sân đấu Phủi. Xin chào anh em, hiện tại mình đang ở sân K34 và hôm nay mình có một trận đá banh lấy mồ hôi. Đây, đội mình Hades. Yeah. Và bên kia đội của Khánh Bell, ngân hàng BIDV, chi nhánh của Khánh Bell nha. Rồi, hôm nay là hai đội quen nhau hết, chia ra đá cho vui, lấy mồ hôi. Điểm danh xem là đội Hades có ai nha. Thứ 6, Diệu Quốc Thánh Nguy Ca. 79, Anh Quang. Số 10, Đinh Thành. Yeah, Đinh Thành đã trở lại rồi. Bên kia, Lê Sơn. À, Khánh Bèo ở đỏ đang đứng đá chung. Rồi, đang bị là Duy Chu. À, anh Duy. Mười tình, số 4. Ok, rồi, giờ thì cùng... À, quên, còn một nhân vật bên kia nữa. Xa xa, nhỏ nhỏ, đang lượm banh phía bên kia. Ta có thể thấy đây là Tân Owen. Khánh Bèo đá bên kia, hy vọng là đem lại những bàn thắng đẹp mắt cho mọi người cùng xem. Rồi thì giờ thì cùng bắt đầu nha. Khánh Bèo một pha quẩy qua ngoài Chivilla cho đồng đội của Khánh Bèo. Cũng hai, không vào. Vẫn còn Khánh Bèo. Bức tường làm gì đây, chích mũi. Một pha chích mũi rất nhẹ nhàng của Khánh Bèo và một bàn thắng cho cầu thủ BIDV. Tấn Owen mất bánh rồi. Gilles chuyển cho Khánh Quy Ca. Qua người, dứt điểm vào. Một cú dứt điểm trúng ngay vị trí thủ môn nhưng bóng vẫn đi qua hai chân và có bàn thắng cho cầu thủ HDFC. Khánh Bèo, wow, một pha qua người rất hay của Khánh Bèo. Chân trái cột dọc, phản công ngược cho cầu thủ HDFC. Mũi tên chín mũi không vào. Gilles bức tường không được, bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn. Khánh Bèo qua người rất ngọt ngào, chuyển cho Tân Owen. Một pha bấm bóng của Tân Owen. Khánh Quy Ca đá banh chích mũi. Gilles mũi tình chuyển ngang cho Khánh Quy Ca. Mất banh rồi. Khánh Bèo chuyển cho Tân Owen. Phản công rất chống chạy. Không vào. Một pha đặt lòng chân thuận và bóng bay trúng chân trụ. Tấn công cho cầu thủ Hades. Duy Quốc mười tình. Wow, một cú dứt điểm rất lạnh lùng của mười tình. Khánh Bèo Tấn Owen, bóng đã về chân Khánh Bèo rồi. Chuyền ngang vào. Cầu thủ lúc nãy có một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc thì giờ đã có bàn thắng. Người đã em dừng cần rất khỏe, vẫn còn cầu thủ số 10 rất khỏe, qua liên tục 2-3 cầu thủ của HDFC. Mất bánh rồi, Khánh Bèo tiếp tục là một pha vẫy má ngoài Chivilla. Làm gì đây? Không vào, bóng đã chạm tay nhưng trọng tài đã cho phép lợi thế trong tình huống vừa rồi. Duy Quốc, Khánh Quy Ca chích mũi, không vào. Wow, một pha xỏ háng của Tân Owen. Gilles chuyển ngang Duy Quốc qua được người. Wow, một cú dứt điểm trúng ngay thủ môn và lần này bóng vẫn văng vào lưới.
có lẽ là thủ môn của các cầu thủ BIDV Anh Trung không phải là một thủ môn xuất sắc. Trong trận đấu ngày hôm nay thì cả hai đội đều không có thủ môn. Các thủ môn trong trận đấu này đều là các thủ môn bất đắc dĩ. Và sỏ hén không vào, phản công ngược cho HDFC. Khánh Quy Ca chích mũi vào, một pha chích mũi rất lạnh lùng của Khánh Quy Ca. Thủy Style chuyển lối cho Khánh Quy Ca, tiếp tục một pha chích mũi, lại một bàn thắng nữa cho cầu thủ Hades. Thủy Style rất lòng vòng như Hải Phòng. Lê Sơn vào, tiếp tục một cú sút trúng ngay vị trí thủ môn và bóng vẫn bay vào lưới. Cùng xem lại nhé. 1 2 3. Yeah. Thủy Style, Heo Nachibana qua được cánh bèo rồi, nhưng thủ môn đã bọc lót kịp thời. Một pha sâu kim kiểu đường phố được áp dụng vào sân đấu Phủi bởi TV Style. Khánh Quy Ca, TV Style chuyển lên Khánh Quy Ca, một cú chích mũi rất nhẹ nhàng, lại một bàn thắng nữa cho cầu Hades. Khánh Bèo rất chậm rãi. Tân Owen lại một pha vẫy má ngoài Chivilla và một bàn thắng cho thủ BIDV. Phước banh rồi, Khánh Quy Ca chuyển ngang cho Thuy Style, thủ môn đã cắt được banh. Chuyển hướng vào trong. Wow, một cú dứt điểm rất nhẹ nhàng của Khánh Bèo, đánh lừa hoàn toàn thủ môn. Thiếu Style chuyển hướng vào trong, nằm một đống. Khánh Bèo, Tân Owen qua người, ngay xài ngang, vẫn còn, không vào. Một pha cú thua trên vạch vôi của Thiên Tài, vẫn còn. Lên banh, liên tục là những pha phản công qua lại của các cầu thủ hai đội. Khánh Bèo qua được không? Không được. Heavy Style đột phá, làm gì đây? Di Chu chỉ ngang cho Lê Sơn, một bàn thắng không thể nào dễ dàng hơn. Khánh Bèo đột phá. Wow, rất khỏe. Một cú chích mũi và một bàn thắng nữa cho cầu thủ BIDV. Mười tình Thierry Style, Atletico Di Chu
Anh Quang dứt điểm. Mất banh rồi. Thiên Vy Style làm gì đây? Banana dứt điểm không vào. Vẫn còn Anh Quang. Vâng, Thiên Vy Style lúc này đã lo ăn mừng trước mặt Khánh Bèo, không còn tập trung thi đấu nữa. Một pha xỏ háng là quá đủ với Thiên Vy Style. Khánh Bèo dứt dọc biên cho Tơ Quen. Mất banh rồi. Thiên Vy Style. Atletico tiếp tục là một pha Atletico má ngoài của Thiên Vy Style. Mới tin dứt điểm vào. Mới tin Dĩ Chu Tân Owen. Pha xỏ háng không thành công. Mới tin quá được thủ môn. Dứt điểm ra ngoài. Dĩ Chu bước banh rồi. Tân Owen chuyển ngang không vào. Pha cản phá rất hay của Lê Sơn ngay trên vạch vôi. Thiên Vy Style. La Coresta qua được Khánh Bèo rồi. Tiếp tục một pha La Coresta nữa. Không được. Anh Quang. Gilles. Chúng sang ngang. Cú dứt điểm chúng sang ngang của anh Gilles. Vẫn còn. Wow, pha chuyền banh rất khó hiểu của Mười Tinh. Bây giờ là Tơ Quen. Một pha chuyền ngang rất dễ dàng cho Khánh Bèo ghi bàn. Làm gì đây? Xoay chở. Tiếp tục Tơ Quen chở banh về cho tuyến hai. Chân trái không vào. GLS Thiên Vy Style xoay người dứt điểm không vào. GLS chuyển lên Thiên Vy Style. La Coresta qua một bàn thắng rất dễ dàng của Thiên Vy Style. Trước đó là pha đỡ bóng hỏng của Khánh Bèo kiến tạo cho Thiên Vy Style ghi bàn. Gilles Duy Quốc chuyền lên cho Mười Tinh. Wow, một cái dứt điểm của Mười Tinh. Khánh Bèo Tân Owen lại một pha Chivilla của Khánh Bèo. Wow, một pha chuyền cột hai rất gọn gàng của Tân Owen cho đồng đội của mình. Mười Tinh Khánh Quy Ca Bực Tương. Mười Tinh. Wow, liên tục là những bàn thắng của Mười Tinh. Khánh Bèo
Tấn Owen đột phá, vẫn còn Tấn Owen, Campbell dứt điểm không vào. Làm gì đây? Dứt điểm từ xa, chúng ngay vị trí của Lê Sơn. Tấn Owen chuyển dài, Khánh Bèo chuyển ngang, cộng 2. Wow, tiếp tục là pha kiến tạo của Khánh Bèo cho đội của mình, rất nhẹ nhàng. Giles Khánh Quy Ca vẫn còn một pha khứa lòng của Khánh Quy Ca. Vâng, một pha phòng ngự rất lăng xạ của thủ môn đội bạn. Vẫn còn Khánh Bèo, làm gì đây? Chích mũi không vào. Tân Quen, một pha đỡ bóng bằng mặt của Tân Quen. Duy Quốc qua người, 3-1. Không vào, một pha đá ngang của anh Gialet và trúng ngay vị trí của thủ môn. Phản công ngược cho cầu thủ BIDV. Dứt điểm đi, không được. Duy Quốc phòng ngự rất tốt, vẫn còn Tân Quen. Duy ngang không đánh trống kia, không thấy dứt điểm. Một pha dứt điểm ngay đích thủ môn Lê Sơn. Bây giờ làm gì đây? Phản công cho cầu thủ Hades. Lên banh, Khánh Quy Ca chín mũi không vào. Liên tục những vàng miếng trả miếng của cầu thủ hai đội. Lê Sơn chuyển dài, đỡ ngực Duy Quốc. Wow, một pha đỡ bước một và dứt điểm rất hay của Duy Quốc. Tơ Quen xỏ hán rất hay của số 10. Đột phá không vào, và cản phá bằng má ngoài chân của anh Quang. Tơ Quen step over, làm gì đây? Chuyển ngang, cột 2. Khánh Bèo qua người rất gọn gàng, tiếp tục không qua được Khánh Quy Ca. Pha vẫy máu ngoài nữa của Tân Owen. Khánh Bèo dứt điểm không được. Duy Quốc phản công ngược, lên banh Duy Alex dứt điểm không vào. Pha dứt điểm số 10, Sep Rover qua người rất nhẹ nhàng và đột phá vào trong. Tơ Quen tì đè, wow, pha qua người rất hay của số 10. Bữa tình TV Style, làm gì đây? Rainbow Blitz không được. Tơ Quen đã dùng tay cản pha Rainbow Blitz của TV Style. Rất gọn gàng. Còn một bài thắng nữa cho cầu thủ BIB Quang Trung. Và trận đấu đến đây kết thúc. Diễn viên chúng ta. Còn đây là diễn viên.
Rồi, hay hay thì nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye.